thì đó phải cẩn thận. Thì chương sau đấy mình sẽ nói về cái phiên đầu tiên đó. Có một số cái biểu mẫu nữa, em cũng thấy cho quý vị thêm những cái chìa khóa để mình có thể mở ra nhiều cái góc nhìn trên thân chủ, vấn đề của thân chủ, cũng nhiều cái tài liệu. Tôi nghĩ chương này chắc hay hơn mấy chương trước đó, chương này chắc mình đỡ chê hơn. Đó là xong, đây là cái chương số 6 ha. Chương số 7 thì mình sẽ qua trắc nghiệm tâm lý ha, qua trắc nghiệm thang đo điểm rồi vân vân. Chờ cho đủ đi, chừng nào đủ quân rồi đó nhóm trưởng cho tôi hay nghe. Ok, nay có bạn bạn Mẫn Nghi mới á, bạn mới tham gia lớp nên cập nhật giúp. Nay mình trả lời cuối chương, thành ra tôi cũng sẽ dành một ít thời gian để trả lời mấy câu bổ trợ của cái tiết này, bởi vì nếu mà để qua cái tiết vấn đáp sáng chủ nhật á, thì chắc là nhiều lắm, làm không nổi, nên thành ra là cái gì thì tôi sẽ hỏi trước.
đặt câu hỏi đó Mỹ Phương, câu hỏi đầu tiên đó con. Cứ chuẩn bị câu hỏi trước nha, hoặc là đặt trước luôn cũng được. Gì cũng được ha, nhất thiết là hỏi cái lý.
link này gửi cho tất cả các lớp bổ trợ luôn á. Ok, rồi bắt đầu thôi. Nói tôi cũng tiếp tục là câu hỏi nữa đó. Là cái câu hỏi cuối chương. À, cái chương này để coi nó có mấy câu hỏi nha. Có 5 câu hỏi. À, có 5 câu hỏi cuối chương như sau. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết. Hy vọng là mình sẽ giải hết được 5 cái câu này trong hôm nay ha. Cái câu số 1 này của ổng với của tôi. Thì ra nó phải màu đen. Tại sao công việc đánh giá những vấn đề của thân chủ phải được thực hiện liên tục? Trong suốt thời gian trị liệu. Này, đây là câu hỏi số 1, mình xử xong số 1 phải tới số 2 ha, đánh hết. À, nó lâu. Rồi. Ok, tại sao? Rồi, tại sao trong cái công việc đánh giá những cái vấn đề của thân chủ đấy phải được thực hiện liên tục? À. Rồi cái này là các bạn mà mới vừa học bên cái lớp tâm lý hàn lâm bên kia đó là phải trả lời được liền, bên kia mới vừa nói xong cái gộp vụ này có không, có ai học ở dự lớp này lại không, trả lời cái nghe cái coi. À, có bà Tý, đúng rồi, bà Tý đâu rồi? Sao vậy Tý? Nhanh gọn mau lẹ ơi. Tỷ xong rồi tới cô Ngọc kìa, có cô Ngọc nữa kìa. Ồ, hai người. À, tôi thấy trên đây là hai người đó, không biết còn nhiều. Ờ, à, Bo nữa kìa. Trời ơi, trên màn hình lầu nhóc hết trơn luôn kìa, chuẩn bị để mọi người trả lời hết lên. Mới học bên kia. Mà dĩ nhiên phải đang học cái giống hệt như vậy thì mình phải động não lại ha, mình chế biến theo bên kia mới học xong trả lời câu này được liền nè. Tại sao vậy? Rồi cái câu này đó phải có đầu rồi, quý vị trả lời đi. Bắt đầu tôi liên hệ nè, tôi liên hệ đến một cái công việc tại trung tâm nè. À, đó là liên hệ trong việc trị liệu ở trung tâm. Ai thích trả lời câu trên trả lời, không thích trả lời câu dưới này cũng được. Câu dưới này là xem như câu 1 phẩy. À. Liên hệ, khi mà mình nói là liên hệ thì như vậy mình phải làm mấy ý? À, mình phải làm hai ý. Ý thứ nhất là chỉ ra. À, và ý thứ hai là nêu ý nghĩa. À, ý nghĩa là tại vì cái đề trên kia, chỉ ra là tại vì liên hệ. Đó, cho nên quý vị nào mà không trả lời câu 1 trên, trả lời phân nửa câu số 1 phẩy dưới cũng được nữa đó. Cái gì trả lời đi, tập trả lời cho nó quen, cho nó nhanh nhạy. Đừng có mình đi học đó mà mình cứ ghi ghi chép chép không đó, sau này cái mình quên trơn à, cuốn tập nó nhớ.
cái đầu mình nó trống rỗng. Tập ai mà nói được thì mình mở mic lên mình nói. Tập rèn luyện cái kỹ năng nói luôn. Đánh giá liên tục để rà soát nguyên nhân của mấy cái ức chế, rà soát mấy cái nguyên nhân, mấy cái ức chế, sau đó đánh giá xem việc trị liệu có tác dụng nào như nào, thứ một phải điều chỉnh. Cái ý đầu tiên của tỷ đó có thể mình làm rõ hơn được đó tỷ. Cái ý mà mình nói là để rà soát nguyên nhân của cái ức chế đó, thì cái chỗ này nè, nó có như vậy là cái chuyện mà đánh giá liên tục, đánh giá liên tục nhằm tìm nguyên nhân của các cái mặc cảm sang chấn đó ha, hoặc là ức chế ha, hoặc là xung đột đó, ha, cái gì cũng được chân á, dịch về mới dụng dịch gì dịch đó. Nếu tìm bấy lâu nay chưa thấy hoặc thấy nhưng chưa rõ, rồi giờ thì cái thứ hai cũng đánh giá liên tục luôn, cũng đánh giá liên tục nữa nhưng mà đánh giá liên tục nhằm lấy cái gì, lấy thông tin về lịch sử thân chủ để làm chi, để xác định các sang chấn khác kèm theo thứ đang trị liệu, từ đó cân nhắc trị liệu phối hợp, hiểu trị liệu phối hợp không? Cái gì hiểu trị liệu phối hợp không? Là vừa song song cái trị liệu cái thằng mà mình đã tìm ra rồi mình đang xử lý, vừa song song trị liệu cái mới tìm ra được, trong khi quá trình mình đánh giá liên tục thân chủ đó thì mình tìm ra được vấn đề mới nữa, thành ra là mình chỉ song song ha, để là trị liệu phối hợp, được cái ý này không? Rồi mấy quý vị khác nha, mấy quý vị khác đâu mất tiêu rồi ta. Rồi còn gì nữa, thực hiện liên tục như vậy. Xong rồi sau đó đánh giá xem việc trị liệu đó tác dụng như thế nào, đồng ý. Đánh giá tác dụng sau quá trình trị liệu, sau quá trình trị liệu. Rồi các bạn mà còn lại đó, nãy đó ha, như cô Ngọc nè, Bo nè đó, trả lời câu 1 phẩy ha, trả lời câu 1 phẩy. Rồi cái tiếp theo, khi mà mình đánh giá những cái vấn đề của thân chủ một cách liên tục như vậy đó, để mình làm gì nữa? Mình kiểm soát các cái tham số mới xuất hiện, hiện tác động vào quá trình trị liệu của mình, quá trình trị liệu của mình. Ở trên này là tôi ghi lý thuyết thôi, nhưng mà ở dưới này đã liên hệ với chung môi trường trung tâm, đó là các bạn phải đưa cụ thể ra, ví dụ ra, được không? Hiểu không vậy? Sao thấy im gù gù chân vậy? Còn ai, có ai còn tỉnh không vậy? Sao cũng im gù vậy ta? Im gù thì chắc là nó gớt hay nó ngủ hết rồi. Còn một ý nữa, chắc là mọi người đang ghi. Hay gọi ghi quên. Đang ghi. Còn một ý nữa, mọi người cứ ghi từ từ.
cái cuối cùng này, cái ý cuối cùng mắc cười lắm, nó là trách nhiệm theo hợp đồng trị liệu. Hợp đồng trị liệu đó là những cái lý do. Ví dụ cái vụ trách nhiệm theo hợp đồng trị liệu đó, tại vì mình có cam kết với người ta, mình đã cam kết với ta là mình đánh giá định kỳ là bao lâu lần, bao lâu lần, bao lâu lần đó, thành ra giờ mình phải làm chứ, mình đã cam kết trong hợp đồng trị liệu mà, cho nên mình phải làm. Giống như tôi có cam kết với cái chỗ của mẹ của bé Cún đó, khi mà bé Cún trị liệu, tôi nói trong cái giai đoạn đầu thì sẽ là mất 2 tuần, cứ mỗi 2 tuần thì tôi sẽ gửi báo cáo. À, mà khi mà thấy bé nó ổn á, thì có thể là 1 tháng tôi mới gửi báo cáo 1 lần. Cái đó đó, cái đó là gì vậy? Cái đó là chính là cái trách nhiệm trong cái hợp đồng trị liệu của mình, cái mình mà xác lập với thân chủ. Rồi như vậy thì đồng nghĩa với cái chuyện là trong cái quá trình để tôi gửi được cái báo cáo đó, tôi phải tiến hành đánh giá những cái vấn đề mà thân chủ gặp phải. Cho nên quý vị thấy thứ năm nào mình cũng phải hội chẩn đó. Đó là cái cách để mà mình đánh giá cái vấn đề của thân chủ. Như vậy đánh giá vấn đề thân chủ có nhiều phương án ha, trong đó là có phương án hội chẩn là cũng là một phương án để mình đánh giá cái vấn đề của thân chủ. Vậy thì trường hợp của bé Cuốn là tôi đã nói rồi, tôi đã ví dụ rồi, cho nên quý bạn và các vị không xài lại ví dụ mà tôi đã nói rồi, quý vị tìm cái khác. Gì nào mà chưa hiểu thì cứ nhắn hỏi nha. Đậu phộng tăng tăng nổi hả? À, có phân tích ra con, có phân tích ra con ghi vậy chết rồi, ghi vậy rồi người ta đâu có hiểu gì đâu. Này các bạn ghi đi, các bạn ghi xong rồi là trả lời.
chưa? Tân trả lời cái thằng đó hả? Tân có nói được không? Giảng giải ra. Rồi mới. Trời nhỏ quá con ơi, lớn lớn lên xíu con ơi. Ví dụ là cái buổi được ghé ở Việt Nam. À, cái tức ra là cái tức ghé liên tục là ở chỗ là một cái buổi được ghé. Ừ, nghe rồi, nhỏ quá, lớn xíu nữa đi. Rồi sao im luôn rồi. Đỡ hơn chưa thầy? À, rồi rồi đỡ hơn rồi, đỡ hơn rồi. Cái phân tích hay cái những cái nghịch động dấu cộng có luôn thành được không thầy? Cái này con muốn lấy cái nào con đó cũng được. Cái đánh giá liên tục là như chỗ là mỗi lần thì giá nhầm trong mỗi buổi đó. Cái phần đó là không nên để mình xét đặt. Ừ, những cái thông tin mà mình xác định. Ừ. À, những cái yếu tố mà nó kèm theo trong cái một phần đó nó có bị rất là tác động vào cái thành của mình. Ừ. Thì xong đó mình có những cái trả lời những câu hỏi cho nó phù hợp và mình tham số mà để như cái bộ học khác có cái thành thói để mà mình chịu được thành tựu. Ừ, rồi. Ừ, ok, cảm ơn, được. Rồi, có Trúc ha. Hoạt động lượng giá nhóm đồng hành. Ừ, cập nhật liên tục tình hình học sinh, những vấn đề mà học sinh đã được hướng dẫn giải quyết và kết quả, hay những vấn đề mới nào phát sinh trong tuần vừa hướng can thiệp hỗ trợ từ những thông tin lượng giá mỗi tuần rồi mới tổng hợp lại để trao đổi với phụ huynh cuối tháng. À, bên mình còn phụ huynh hỗ trợ gì thì học sinh cải thiện. Ok, rồi đó là một biểu hiện của cái chuyện này. Trị liệu bằng giáo dục, trị liệu từ hành vi lẫn nhận thức bằng những hoạt động trong lớp học chuyên biệt của nhóm hai còn chung chung quá, của cô Tiền còn chung chung quá. Nhi đưa ra các ví dụ trong quá trình học các lớp bổ trợ, đặc biệt là trong siêu lý học hay duyên hệ. Khi đưa ra ví dụ thì các thân chủ sẽ có xu hướng tìm những gì xung quanh mình hay những thói quen của mình để đưa ra ví dụ. Sau đó nhà trị liệu cập nhật thông tin về những thói quen của thân chủ, từ đó tìm ra các cái loại bệnh của thân chủ. À, đánh giá liên tục thông qua các cái ví dụ và câu hỏi ở lớp bổ trợ. Rồi, đồng ý, nó cũng là cách để đánh giá vấn thân chủ một cách liên tục nữa đó. Còn mấy bạn đang nhắn nữa ha, coi bạn nhắn thêm gì nữa nè. Nhiều lắm, trung tâm dạy nhiều lắm, tại vì cho chỉ liệu mà thì phải dính những cái nhiều thôi. Nhưng mà mình phải nhìn ra đó. Ồ, bữa nay lớp cũng đông dữ ha. Nhớ lớp này đâu đông dữ vậy ta. Thôi quý vị nhắn lên đi. Ai nữa? À, cũng nhiều ha. Cũng có nhiều quý vị mới. À. Quý vị phải nhìn thấy khi mà quý vị đã học cái tiết này rồi, trị liệu rồi, thì quý vị phải nhìn thấy là à, đây mình đang làm chỗ nào đó. Thì quý vị tích góp từ chút ở các lớp bổ trợ vậy đó, cái quý vị nhìn một cách nó sáng rõ tất cả những cái hoạt động ở trung tâm đang làm. À, đó là lý do sao mà các bạn thấy T9 học lại T1. À, T9 học lại T1 là tại vì có những thứ T1 mình học mình không có hiểu. Mình chỉ hiểu một cách rất là trẻ con đơn giản vậy thôi.
Nhưng không, lúc tôi chính học lại cái trời ơi, cái này là từ cái chương trình cái học thuyết này ra nè, đây là từ cái môn này ra nè, mình hệ thống nó là hát như vậy đó. À, thì mình học bổ trợ, mình tích góp từ từ nè, mình lên đó, lớn lên từ 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 từ. Vậy đó, cho nên sau này kêu bảo quý vị đứng lớp nè, hoặc là quý vị học nè, vân vân, thì quý vị biết được là à, cái chỗ đó ổng đang trị liệu, à, chỗ đó ông đang làm vậy 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 để ông trị liệu. Tới giờ nhờ mình học tâm lý trị liệu mình mới biết, không học đâu biết gì đâu, người ta làm thì mình cũng ngó mắt nhìn thôi chứ biết sao ta làm vậy. À, học tâm lý trị liệu là mình biết được chuyện đó. Rồi, ghi lên hết đi. Bò ha, trị liệu bằng trò chơi. À, cái này là là xài cho tự dưng quên tên nó rồi, ngoại khóa. Ừ, xài cho ngoại khóa. Thay vì lượng giá để cập nhật thông tin thì tổ chức trò chơi cho các bạn chơi để biết được những vấn đề các bạn mặc cảm, sang chấn, xung đột ngay quá khứ của bản thân. Đó cũng là cách để kiểm soát các tham số mới ảnh hưởng quá trình trị liệu. Chẳng hạn như thông qua trò chơi đóng vai, thông qua trò chơi đóng vai đó, nhà trị liệu nhận ra được vấn đề mà thân chủ đang gặp, hoặc là sử dụng trò chơi đó để thân chủ đối diện với vấn đề đang gặp. Ừ, đồng ý. Đấy, đó là trò chơi trong các cái ngoại khóa mình dùng, nó cũng là trị liệu, chính xác rồi đó. Nhìn thấy rồi ha, bây giờ nhìn thấy sâu sắc quá. Đánh giá mỗi tháng, ừ, đúng, chính xác, anh Toàn là nói một cách trúng bóc luôn, cái mà dễ nhất luôn là cập nhật xem học viên đã học được những cái gì, thiếu sót cái gì, phải giải quyết ra sao, cách thay đổi giảng dạy thế nào cho phù hợp. Đó, đồng ý. À, cái này mới nhớ là các bạn tài năng á, là cuối khóa, tức là tháng 8 này nè, là các bạn sẽ có cái được cái nhận xét, tôi có nhận xét rồi đó. Thì chỗ mà ký sẽ từ từ gửi cho quý vị trong cái tháng này, tại vì cuối khóa thì sẽ có nhận xét. Có ghiền tăng là chưa có làm xong, tại vì á, là ký nó quên cái mất tiêu cái tên tăng trong danh sách cho thành ra chưa có làm cho tăng, thì ký nó bổ sung thì tôi nhận xét cho cái phần đó nữa. Thì tháng 8 này cũng có cái phần nhận xét đó. Câu lạc bộ nói sau, tập cho các bạn nói trước đám đông, nói ra được suy nghĩ của mình, khi thân chủ thấy có người lắng nghe không bị công kích, thân chủ từ đó không có sợ nói. À, cũng là cũng được, nhưng mà cái này nó chưa dính nhiều lắm. À, cái này chưa dính nhiều lắm. Cái đây là đang là đánh giá những cái vấn đề của thân chủ, còn này là con nói chưa có nhìn thấy, con phải nói ra vấn đề hay nhìn thấy được cái đó liền thì mới tính, này còn phải suy luận mấy bước nữa chưa tính, anh hiểu không? Ok. Đó, như vậy thì các bạn đã nhìn thấy chưa? Ok hết, vậy gì mấy cái này chưa? Thấy còn ai còn chưa đó, ai còn chưa hiểu hay gì đó thì cứ nhắn lên hỏi. Rồi ai mà đã ổn rồi thì mình qua cái mới à. Đó là câu số 1 rồi đó. Liên hệ này đó, bạn tự liên hệ nha. Này tôi không có ghi ra biết nhiều thứ, trời ơi mênh mông luôn, ghi biết một tháng nào xong. Đó, cho nên cho Phượng nè, nó học lớn. Mới về Sóc Trăng nó mở cái trung tâm dưới, biết đường làm, phải nhận đánh giá của nó sớm hơn không ha? Cái đó bên trường xử lý con ơi, đó thầy làm xong trách nhiệm thì rồi, còn lại bên trường nó xử lý rồi xong rồi nó mới gửi qua các kiểu, các cái bên liên quan. Thầy phải xử lý trước, xong mấy bên mấy bộ phận khác ta làm việc nữa. Trời, nhiều người còn nhập quá ha, vậy để tôi chờ.
có mấy bạn mới ha, à, có mấy bạn mới sợ có nhiều thuật ngữ đó, chuyên ngành thì nó hơi lạ đó. Ủa thì thầy dạy ai ai là người đứng lớp thì người đó đánh giá con. Chứ giờ giao cho một cái người học có đứng lớp đánh giá thì sao không biết không? Ví dụ giao phường đánh giá con sao được, không sao con chịu. Con bốc đồng rồi sao, con bốc đồng thầy sao? Ủa vậy hả? À, thì chương có phần chính mình nói đó thì ai biết hả? Thì nói nhờ, bên bộ phận nào lo đó. Cái đó bà phải nhắn bà hỏi chương, xong bà nhắn bà hỏi tôi. Ừ, còn ha, còn ai nữa ha, còn ai ý kiến nữa ha, còn ai comment gì nữa thì comment tiếp đi, à, tôi chờ cho hết rồi tôi qua câu số 2. Cái gì không rõ thì cứ hỏi lại nghe. Gì con? Lên bài tập trên Google Classroom á hả? Hả gì? Ủa con có trong đó mà. Hay là con cũng không có chồng? Thì con lên cái Classroom của con đó xong rồi cái con copy thôi. Để coi coi cái Classroom đó đâu. Này không, cái này là tâm lý học căn bản. Cái này là tâm lý trị liệu đây. Chờ, sẽ xí. Tôi lấy qua. Nhớ copy Classroom, copy bên đây nè nha. Đừng copy link cho nha. Mã lớp nè nha. Ai ai chưa biết á thì nhìn đó học luôn nha. Để copy đường link cho anh ta vô cũng được á. Rồi, đây tôi gửi qua nè. Đó, này nhóm trưởng lưu cái link lại đi. Rồi, xem như được câu 1 đi ha. Quý vị cứ comment gì, comment lên tiếp đi. Tôi đánh tiếp từ từ. Tại sao sự lắng nghe lại được xem là một hành vi tối quan trọng? Tại sao sự lắng nghe lại được xem cảm ơn bà My, cảm ơn bà My. Ờ, tôi trên Discord tôi cũng có để nó, tôi cũng có sợ nhiều quý vị không có biết đó. À, cảm ơn. Tại sao sự lắng nghe lại được xem là một hành vi tối quan trọng trong các mối quan hệ? Giữa người với người. À, câu hỏi này hơi dởm ha, câu hỏi này hơi dởm. Tại vì ở trong đây là mình đang nói về cái phần trị liệu, thành ra là nó phải xịn hơn xíu, nó phải xịn hơn người thường xíu. Chứ trị liệu mà cũng như người thường rồi sao trị người ta? Như vậy thì mình phải hỏi là lắng nghe như thế nào trong trị liệu thì mới hiệu quả. Đây, hỏi là hỏi câu này. Nè, quý vị suy nghĩ trả lời câu 2 hoặc là câu 2 phẩy ha, tùy người. Ai thích câu 2 trả lời câu 2, ai thích 2 phẩy trả lời 2 phẩy. Câu 2 thì nó dễ ha, đây này nó rất là phổ thông thôi, trong cái đời sống của chúng ta cũng vậy.
ta rất là cần sự lắng nghe. Đấy. Đấy, nhưng mà cái người ta mới hỏi tại sao vậy? Có bạn Tân trả lời kìa, bạn Tân nhanh nhảu ha. Nên như vậy, mình học mình phải nên như vậy. Mình tham dự vào trong cái buổi học, mình nhớ bài nó dễ hơn. Hay sao? Mà cái này mà quý vị để ý ha, trong tài năng là nó có hẳn một cái phương pháp luôn để tăng cường cái khả năng lắng nghe. Này, biết ai như ai biết không, ai chỉ ra được cho thủng 1/4 cục kẹo. Các bạn để coi trừ Khánh Toàn ra thôi, trừ Khánh Toàn hay Khánh Toàn T1 chưa biết thôi. Như các bạn chưa học tài năng nha, thì còn lại là bạn T2 lên biết rồi. Bạn cứ trả lời lên đó ha, cứ trả lời lên. Ai mở mic nói được thì mình nói ha, ai không có tiện nói thì mình nhắn lên. Bằng cách nào cũng được, miễn sao mình học và nó đem hiệu quả thì mình là được. Chứ nhiều khi đó mình ngồi nhà mình ngồi mở mình nghe thôi, nghe giống như ông đọc thần chú rồi đó, hồi lật ra ngủ. Lắng nghe phải tập trung để nắm bắt được cái thông tin thân chủ. Về mục đích của nó là để nắm bắt thông tin thân chủ, đồng ý. Chứ không nắm được rồi nghe mà nghe băng quơ rồi nắm tầm bậy chết nữa. Đúng. Nắm thông tin, nắm chính xác thông tin thân chủ. Gì nữa? Đúng một cái. Lắng nghe để nắm bắt được tình trạng vấn đề của thân chủ. Thông tin đó ha, tương tác tâm lý với thân chủ, lắng nghe để giải quyết được cái vấn đề thân chủ. Nắm chính xác thông tin rồi, chỗ mà nắm chính xác thông tin rồi bắt đầu mới đi giải quyết được. Đúng, từ các thông tin sâu chuỗi là mới hiểu được nguyên nhân vấn đề, hiểu được các mặc cảm thân chủ bị. Đúng, lắng nghe để tạo cho thân chủ sự tin tưởng. Rồi, quá chính xác, cái này học rồi, cái bài trước, cái buổi trước, cái tiết trước học rồi. Chính xác, bo nhớ đúng rồi đó. Đó là thể hiện sự tôn trọng thân chủ. Rồi, nghĩ rằng nghe để tối quan trọng về việc lắng nghe để hiện sự tôn trọng. Chính xác. Mong muốn được chia sẻ thấu hiểu người khác, nghe có hiệu quả thì chúng ta nghe một cách có chọn lọc, nắm bắt được thông tin cần thiết quá trình trị liệu. Cũng được. Cái ý thứ hai thì nó gần gần với cái ý trên này. Chính xác là thể hiện sự tôn trọng đối với thân chủ, lắng nghe kết hợp kết nối với thân chủ, tạo được cái niềm tin. Này nó cũng tương tự như vậy. Thì như vậy cái ý này có thể một xíu hơn. Nó là đâu rồi? Có hiểu mới có thương. Thương hiểu, hiểu thương. Gãi tâm từ nữa ha. Vĩ đại quá. Rồi ok, meta luôn. Meta cho nó cu xà lá luôn ha. Nghe để thân chủ cảm thấy mình đang thật sự được quan tâm câu chuyện của mình. Để họ muốn nói tiếp nữa. Đúng rồi, chính xác.
bắt thông tin nữa ha. Cảm ơn cô Tú ha, nhưng mà cái ý của cô Tú đó là tách ra nữa là nó hay lắm, mình để giống mũi tên thì ra nó chưa hay à. Lắng nghe sau dữ ha. Còn 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 cái ý trên trên còn ý nữa, còn quý vị còn ý nữa mà chưa quý vị nào ghi hết, chưa quý vị nào có ha, còn ý còn còn nữa à, nãy giờ mới thấy trùng không à, cho nên tôi ghi lại cái được có hai ý thôi à, chưa chưa quý vị còn nữa à. Lắng nghe sau khác, lắng nghe bình thường. Khác con, khác sâu sâu là nằm dưới đó con, lộ mẻ đề luôn rồi, lộ luôn đáp án rồi. Trên nằm ở dưới đó, trả lời với lắng nghe thế nào là hiệu quả trong chị luôn là lắng nghe sâu. Lắng nghe ở đời không cần sâu lắm, lắng nghe bình thường không cần sâu. Lắng nghe trong trị liệu phải sâu mới được, không sâu sao trị được, sao trị mà nó có hiệu quả được, cho nên phải ngắn lắng nghe sâu mới trị liệu có hiệu quả được. Cái trả lời ở dưới lắng nghe thế nào để không bị xì chét. Câu hỏi hả? Sẵn nghe thế nào không bị xì chét ha, chút trả lời luôn. Để trả lời câu này trước, nhớ nha, tôi có quên nhắc cái đó. Ok, rồi còn hết hai ý vậy thôi hả? Trời ơi, chết rồi, thôi bạn đi tiếp xúc với người khác, bạn đi nói chuyện với người khác là chết rồi. Lắng nghe ha, lắng nghe người khác, lắng nghe gì chi vậy, lắng nghe nắm thông tin rồi, đúng rồi, chính xác luôn, lắng nghe để thể hiện sự tôn trọng đến người ta, đúng luôn, chính xác luôn rồi, chứ sao mình lắng nghe nữa vậy. Còn rất là quan trọng luôn đó, nghe để phán xét nghe để phán xét đó con, là để nó nắm cái thông tin đó đó, biết thông tin cái thông tin này đúng ha, thông tin này chưa đúng hay thông tin chưa đúng đó, đó là nắm thông tin luôn. Còn nữa, vẫn còn nữa, vẫn còn phải lắng nghe nữa à. Nghe nghe để người ta chịu nói nghe sao để người ta nói là được nghe để đánh giá liên tục nó đúng luôn đó, nó cũng nằm ở trong đó luôn đó à. Gì nữa không? Vậy là này quý vị giao tiếp chưa? Chưa có làm này rồi, thành ra là không có thấy ha, không có thấy. Như nhiều khi tôi ghi lên cái có đó, ồ tôi cũng có nè mà tại tôi không để ý thôi. Có cái trường hợp này nữa, trong cái chuyện mà lắng nghe, trong cái quan hệ giữa người và người nữa. Vậy là chẳng chưa có ha, thôi thôi tôi ghi ha, thôi tôi ghi trong giao tiếp giữa người và người đôi lúc lắng nghe không phải để nghe mà để tìm cách chấm cảm. Hiểu chưa? Cái cuối này đó có quý vị nào có chưa, có quý vị nào có làm không? Có ha, có ha. Trời ơi, thực tế mấy cái quý vị nói nãy giờ nằm trên hết rồi, được, tôi đồng ý hết rồi, nhưng có những cái trường hợp là mình xử lý không có kịp, mình xử lý không có kịp ra mình lắng nghe đằng cái đầu mình á, nó phải xử lý cho chậm á, đằng chi tìm cách giải quyết, tìm cách nghe, tìm cách đi đó, nó cứ kỹ thuật, đúng rồi, nó là kỹ thuật đó, nó là kỹ thuật vậy đó. Nghe 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 chăm chú lắm nha, người ta nói say mê luôn, ta nói say mê là ta nói văn chương hay lắm, ta nói tùm lum lá chơi cậy cho nói văn chương các kiểu luôn, chị vợ trời suy nghĩ đừng giải quyết vấn đề chà bá chưa giải quyết được, kêu mà mình hỏi cái câu gì ha cho nó thiệt là rất là thuận miệng với chứ người ta đi người ta nói đó là nó quá cho nói luôn, thế là mình suy nghĩ cách chọn cách nào giải quyết thì cách nào giải quyết đâu à, đôi lúc lắng nghe không phải để mà nghe mà để tìm cách giải quyết vấn đề à. Nhất là quý vị không có nhanh, nhất là quý vị không có nhanh là quý vị phải rất cần cái điều này luôn. Quý vị nào nhanh thì khỏe rồi,
nó bập xử lý, bập xử lý, bập xử lý luôn. À, ồ vậy đó hả? Muốn xỉu không? Muốn xỉu cái thằng đầu phòng này không? À, cho nên nó quý gì mà chậm đó, phải để ý chỗ mình phải tìm cái kỹ thuật. Nó tổ mấy cái này mấy cái skill không à. Không mà đưa cái kỹ thuật vô ha. Tâm lý học giao tiếp. À, cái này đó nằm ở trong tâm lý học giao tiếp. Ừ. Mà liên quan tới cái phần đó nữa thì này tôi cũng 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 mở ra đó. Thời gian tới bên cái lớp mà cái kỹ năng ứng dụng học công nghệ đó, thời gian tới đó đó là cũng sẽ đưa vô đó cái đó đó, kỹ năng giao tiếp. À, tức là về tâm lý học giao tiếp. Làm sao mà để mình đang suy nghĩ mà người ta không có phát hiện ra? Nó lại là một nghệ thuật. Nó lại là một nghệ thuật. Chính xác. Chính xác rồi đó Mỹ Phương á. Cô có chỉ chiêu đó, đó là chiêu trong trị liệu đó, trong tham vấn á. Trong tham vấn và trị liệu là chắc chắn là phải xài chiêu đó thôi. À, cho nên á, nếu mà học bên tâm lý là phải chỉ cái đó, không chỉ cái đó là ích kỷ lắm, để dành chiêu lại đó. Hay trong trị liệu nó nhiều chiêu lắm. Mà quý vị nhớ mấy cái lần trước không? Không đi trị liệu phải đem gì theo, lắp la la rồi đó. Chiêu không hà, chiêu không à. Ở đây học nhiều biết, không biết thì có đồ bỏ túi, bủ bối nó chẳng xài vậy đó. Thì quý vị mới thấy là kỹ năng tâm lý nó khác với mấy kỹ năng đời thường, mấy kỹ năng tào lao không? Nó phải khác chứ. Kỹ năng tại trị liệu mà quý vị thấy không? Chuyên gia triết học rối loạn tâm lý vô trị tốt lốt hết chứ sao? Vô cái thôi nó học triết mình biết gì đâu trị nó gầu tiêu tùng không được không? Nhà trị liệu phải có phong cách, có phương pháp. Thật ra nó là bủ bối thôi chứ không là gì chân á. Tích cốt mấy cái bủ bối đó bỏ túi, bỏ túi cho đụng chuyện xài mấy chứ quý vị xài riết quen à. Bây giờ quý vị ở trong tài năng quý vị tập dượt tập dượt tập dượt cái quý vị quen. Chứ nhiều khi mình biết mà mình không sử dụng thì sao? Anh chị sao thì đến đó nó không có thuần thục. Văn ôn võ luyện, văn ôn võ luyện nó mới thuần thục. Này quý vị đi học làm tiết nào tôi cũng kêu phải đặt câu hỏi, phải đặt câu hỏi. Biết quý vị quen. Đúng vấn đề gì suy nghĩ suy nghĩ đặt câu hỏi suy nghĩ đặt câu hỏi liền, xe không chạy là chắc bị hư liền đó, cho nên phải tập mới được. À, tương tự như vậy nha, đó là kỹ thuật không á. Nhiều khi quý vị không có để ý á, thành ra quý vị nghe qua rồi cái nó lướt ra thôi. Trời ơi, sao mà thành thánh được ông nội? Người ta là người thường ha, tại vì người ta học nhiều, người ta học nhiều, người ta biết nhiều và người ta có kỹ thuật nhiều. À, và cộng với chuyện là người ta phải tập nhiều, cái đó là hiển nhiên. À, không nói nhưng mà hiển nhiên phải phải tập nhiều. Không tập đâu có, không tập đâu có. Ví dụ như sao tôi để tôi có thể thiện xảo tôi trả lời câu hỏi của quý vị thì tôi phải, cũng phải tập thôi. Tập đâu vậy? Nè quý vị hỏi tôi trả lời, quý vị hỏi tôi trả lời nè, tập đó chứ là gì nữa, gì cũng phải tập trơn á. Không tập luyện không thể có được, phải rèn mới được. Dĩ nhiên là nó phải cần thời gian, thời sự công sức của mình bỏ ra nữa mới có được, chứ đâu phải tự dưng cho trời rớt xuống cái biết được đâu có được mấy cái đó ha. Học rồi để ý ghi vô, mà ghi vô mà còn sợ mắt cuốn tập thì xăm vô bụng đi đừng cho nhớ. À, xăm nhiều khi nó cũng bị xóa được nữa đó. Thôi nhớ luôn đầu cho chắc rồi. À, được chưa? Ủa hồi nãy nãy ai hỏi gì tôi nói xong thì tôi quay lại tôi trả lời quên rồi đó. Nãy ai hỏi gì? Tăng hỏi đúng rồi, Tăng hỏi gì á, Tăng hỏi gì á, ta hỏi lại nó quên này, nó quên cái mình khỏe khỏi trả lời. À, trời tôi nghe sao mà nghe không xì chét, trời ơi tôi dễ ấy à. Hồi nãy mấy ý trên nãy tôi trên đó tôi thấy có người trả lời đó là đúng, có trả lời được câu này đó. À, nghe sao không xì chét, cái này đó là cũng là kỹ thuật trị liệu đó đó. Thôi tôi ghi luôn cái câu này lại cho quý vị nè, câu này là câu của bằng Tân nè, hai hai phẩy của Mr. Tân. À, nghe sao không xì chét, này là cần lắm nè, này cần lắm luôn. Mà học bên Abitma thì tôi đã nói rồi, tôi trả lời rồi. À, nghe sao không xì chét, câu trả lời tương tự như câu bên kia luôn, ai nhớ không trả lời tôi cái coi.
chữ e hả? Sao? Mà tôi nhớ là những tiết đó cũng có anh Tăng học hay sao á? Mà không biết là lúc đó có nó xuất hiện ở đời chưa? Nghe không phán xét hả? Không phải, chết rồi. Cái gì? Cái gì cái này? Em trả lời được thầy. Ờ, mới, ai trả lời đi. Và em mới vô nên em trả lời theo ý em thôi nha. À, vậy hả? Ờ, mới bán nào đó? À, mà nghe mà không xét là mình nghe nhưng mình tâm mình không sinh khởi tham sân si. À. Tức là mình tâm mình không nảy lên sự phán xét, sự xét đoán khác. À. Ví dụ như người A nó xấu người B nhưng mà tâm mình không sinh khởi sự sân giận, sự phán xét người B. Ờ. À. Thì chỉ có bỏ cái ngã của mình, bỏ cái tôi của mình mà mình chịu khó lắng nghe người ta, không sinh khởi tham sân si thì nó sẽ không sự xét. Ờ. À. Ok, được. Câu trả lời kèm điều kiện. Nhưng mà điều kiện này khó làm quá. Thành ra cái đứa hỏi câu này nó sẽ xì chết nữa. Nghe chú ý nghe vấn đề đó thôi hết. Mình trong cái vấn đề xà thú à, bạn xài được kinh cái bài kinh Phạm Võng đó à, không à, đúng rồi kinh Phạm Võng hay là kinh à đúng rồi kinh Phạm Võng chính xác rồi. Ồ, cái này tôi có nói trong mấy tiết kia rồi. Nó nói rồi, nhưng dĩ nhiên là không phải cái câu giống như hình câu chữ như vậy. Quý vị linh hoạt ra. Ui, mấy cái ông sư đó đi khất thực xong rồi về nói với Đức Phật. Đức Cô Đàm ơi, con buồn quá. Con đi vô làng khất thực mà người ta chửi bới Đức Cô Đàm. Người ta nói nọ nói kia, người ta dèm pha, người ta xỉu phỉ bán đó. Tụi con buồn quá, tụi con khổ đau quá đó. Hỏi ông Cô Đàm ngồi đó rồi tụi con phải làm gì khi mà nghe những cái điều đó à, nè mấy ông đó nghe xì chét nè, mấy ông nghe xì chét rồi đúng không? Không, ông Cô Đàm mới chỉ cách nghe không xì chét. Trời ơi, không linh hoạt, học rồi không à, linh hoạt lên xử lý được à. Nghe nói ra là không à, không nhớ gì chờ à. Cho nên chỗ tôi xả thú chỗ Tăng đó, nghe chú ý cái vấn đề nghe đó thôi, đó là một phần rồi đó, nó là một phần ở trong cái chỗ đó rồi. Ồ, nghe rồi phân tích lý do vì sao người ta như vậy ha, rồi chết luôn à. Không phải xét thằng chủ hay không phải xét, hỏi xét này tôi nhớ là cái môn gì lần đó nè, có cho cái gì đi học nè, môn gì quên tiêu rồi à, giao tiếp trắc ẩn. Trời ơi, giao tiếp trắc ẩn quá hả à. Không có phải nghe, giao tiếp trắc ẩn không xài gì được đâu nghe à, trắc ẩn biết là vừa mình lừa dối bản thân mình luôn đó à, đừng bị cuốn theo câu chuyện dừng lại ha. Như vậy thì đó ra mình giải quyết là sao, nghe cái vấn đề thôi, mình xì chét là tại mình dính vô người đó, nghe cái vấn đề thôi. Ta nói vấn đề đó, cái vấn đề đó có không, vấn đề đó đúng không? À, vấn đề đúng nó ghi nhận đúng rồi. Vấn đề đó không đúng ghi nhận là nó không đúng rồi. Vậy thôi, có gì đâu mà si chết à. Ví dụ vô ngồi tiếp chuyện với thân chủ đó. Cái thân chủ dở trò mánh khóe đó, mở lời đường mặt đồ khen. Nay cô Mỹ Phương đi tham vấn tôi bận đồ đẹp quá. Đồ cô Mỹ Phương mai ở đâu? Cô Mỹ Phương ăn mặn sành điệu quá. Khi nào cô biết những cái điều sành điệu như vậy đồ các kiểu. Trời ơi, nghe hồi bà Phương bà xì chét. Bà hồi bà lên là dựng đầu lên, dựng tóc lên. Đúng không? Đúng không? À, nghe mới chịu nghe bà tỷ rồi đi tham vấn ha. Đụng mà mấy đứa mà là cái nó dẻo miệng của đó ha, vô là chết. Chết liền, lật ra liền ha. Nghe là xì chét liền. Trời, vô nó không hỏi chuyện nó nói gì vậy. Ủa, có gặp rồi hả? Bà lên gối. Những cái tình huống đó là có ha, đã chơi thế nào đó, khi học tâm lý là sẽ phải gặp những cái tình huống đó thì chuẩn bị tâm thế, chuẩn bị sẵn để xử lý à. Mà mấy cái cách xử lý đó, trong cái tâm lý nó cùi lắm, trong xử lý tâm lý nó cùi lắm. À, xài siêu lý dục qua à. Nhà chị liệu với thân chủ. Vậy đem siêu lý dục qua, hồ nghe vấn đề ghi nhận vấn đề thôi, không có để tâm.
Trời ơi, để tâm vô ngay cái lúc đó đó mình nghe thân chủ nói cũng trời bực bội trong người, bực bội trong người liền. Trời, nó lợi đây nó tán tỉnh mình chứ, nó lợi đây nó đâu có phải là nó lại tham vấn đâu, mà có những cái đứa thân chủ nó vậy á. Không, như vậy thì sao? Không, cuốn đi là chết liền, cuốn theo thân chủ là chết liền, ngưng liền, ngưng lại, trở về nghe như Đức Phật dạy gì đó. Cái gì vấn đề đó là vấn đề gì, đúng hay sai? Ok, nó đúng, ghi nhận đúng. Thọ này trước khi đi ra cửa mình đi tham vấn, mình có bận bộ đồ, mình lựa bộ đồ đẹp nhất thiệt. Ừ, nó nói đúng, biết đúng thôi, xong à, mắc gì đâu rồi đi theo nó làm chi, nên mà đâu bị cuốn theo nó đâu, mình vẫn đi vấn đề của mình thôi à. Như bạn cuốn hay khen hết lời khi bạn muốn điều gì đó, đúng rồi, chính xác, thôi là bị cuốn theo liền đó, nghe không? Cái đó sai liền, sai liền. Ừ. Thầy ơi, thầy có ơi, nghe lỗi làm phiền thầy là thầy có thể nhắc lại cái lời Đức Phật dạy để nghe không thầy? Cái chỗ đó đó đi tra thì tra lại trong cái kinh Phạm Võng thì nó sẽ đầy đủ hơn. À, còn ở đây mình chỉ nói cho cái ý về cái câu trả lời của Đức Phật trả lời cho mấy ông sư là phải để ý lắng nghe những cái điều gì mà người ta nói nó có đúng thật không, nó đúng thật bao nhiêu phần. Nếu nó có sai không, nó sai bao nhiêu phần. Đó, Đức Phật dặn vậy đó. Rồi trước vấn đề nào người ta nói đó là mình coi cái vấn đề đó là vấn đề gì, chứ không phải coi người ta. Tại vì mấy cái ông mà đi chê chích rồi phỉ báng đồ kia đó là mấy ông bên Bà La Môn à. Và mấy cái ổng đó thì tại vì Đức Phật có tiếng tâm quá đó, cho nên thành ra mấy ổng không có được cái sự cúng dường như ý muốn đó. Thành ra mấy ổng ghét lắm, mấy ông hay chỉ chích rồi phỉ báng đồ kia đó, làm cho mấy ông sư đi khất thực đó mà hơi phiền não. Cho nên về hỏi Đức Phật nói là chú giờ để ý là phải lắng nghe cái gì, lắng nghe cái điều người ta nói có đúng không. Nếu mà cái điều người ta nói mấy ông đúng thì quan hỷ, tại vì người ta nói đúng cái sai của mình thì mình quan hỷ chứ. Mà người ta nói không đúng cái sai của mình thì mình biết người ta nói đúng bao nhiêu phần, mình biết nói sai bao nhiêu phần, biết đâu dính tên ta đâu. Tại vì mấy ông ghim rồi, mấy ông đó Bà La Môn, mấy ông khác mình, mấy bla bla đó, thành ra là khó chịu. Thì lấy cái đó mình dục qua bên, quăng qua bên tâm lý, xử lý rất nhanh gọn mau lẹ. Chứ không phải đâu bị cuốn mà nó khen ha, nó lại nó hùng chục mấy cái đâu ha. Cô Mỹ Phương, cô Phương cho con đi chơi ha, cái rồi tiêu. Cho nên nó phải để ý. Mà ha, cái trường phái khác á, thì người ta hay gọi là chánh niệm đó. Người ta gọi là chánh niệm, nhưng mà gọi là cái từ chánh niệm không thì chưa có đủ cái ý mà Đức Phật nói đó ha. Nó đủ ý đó, nó phải có tới ba chi là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác mới đủ. Cho nên trong trị liệu đó không có để sao lòng nghe. Được chưa? Đó nghe sao mà không có sự chết nghe sao mà không bị cuốn trôi, nghe không bị cuốn trôi thì nghe như vậy đó. Được chưa? Áp dụng vô. Vậy thì cái câu hai phẩy là lắng nghe như thế nào trong trị liệu thì nó hiệu quả, thì nãy có nói luôn rồi, này nói luôn rồi thôi, ghi luôn, nghe sâu mới hiệu quả, sâu mới hiệu quả. Xong cái mới hỏi là hỏi gì nghe sau là nghe sau. Làm sao để mình cứng lòng hả? Nhất cái mục đích của mình cũng giống như mấy sư vậy đó, mấy sư nhớ con đường của mấy sư là gì? Con đường tu tiến giác ngộ giải thoát, chứ không phải con đường mà để được người ta khen ngợi, hay là để phiền não khi người ta không khen ngợi, người ta chê bai chỉ trích. Nhớ cái đích đến của mình, đích đến của mình như nhà trị liệu, đích đến là gì? Trị liệu thân chủ, đó là cái đích đến của mình. Mình nhớ đích đến của mình thì không bao giờ mình sao lãng. Bất kỳ vấn đề gì cũng vậy hết, nếu người không có đích đến thì giống như con thuyền trôi giữa biển khơi, không có biết đi về đâu hết, nay tấp đây mai tấp kia. Cho nên phải có đích đến, và đích đến đó phải đúng nữa. Sao cái đích đến đó mà tầm bậy rồi không như rồi dục luôn cho nên nhớ cái đích đến của mình, thời không thề sao lãng giống như cái thanh gỗ đó, cái thanh gỗ nó trôi trên sông, nó có thể vướng mé, nó có thể vướng cồn vân vân, nó có thể chìm xuống, nó có thể bạc ra vân vân các kiểu như vậy đó. Tại vì nó không có bám cái đích đến của nó là biển cả,
nó bấm cái đích đến của nó là biển cả thì nó không có trôi dạt như vậy. Tương tự với một người, khi mà mình sống ở trong đời cũng vậy, nếu mình bám vào trong cái đích đến của mình thì mình đâu có bị trôi dạt đâu, mình đâu có gặp những cái phiền não, bực bội, khó khăn nọ kia đó, nó cản trở mình đâu. Tại vì tất cả những đó đều là cảm giác của mình, do mình tạo ra mà thôi. Vậy thì nhớ đích đến của mình. Mà đích đến là học rồi, nói rồi, hết rồi, đúng không? Đúng, giống như đồng hành là giúp nhau thăng tiến. Nếu không có sự thăng tiến thì đi bị lệch hướng rồi. Đúng, chính xác đó. Tức là cái nào nó cũng khó hết vậy đó. Giống như là tôi hay nói với quý vị là hãy nhìn vấn đề như trẻ thơ. Hãy nhìn vấn đề như trẻ thơ là nó chân chánh lắm. Tại vì trẻ thơ nó có cái lăng kính tự nhiên, hồn nhiên của nó là lăng kính để bảo vệ nó trước phong ba bão tố của cuộc đời. Còn người lớn mình không có gì bảo vệ hết. Thành ra đó, cái mà mình có được là so cái quá trình mình học tập gì, cải chánh tri kiến. Cái chánh kiến là cái giúp cho mình bảo vệ mình. Mình làm cái điều gì đó đúng, tức là có chánh kiến, không có nhìn sai chấp lầm. Thành ra là mình mới có sự an vui. Còn mà mình làm mà nó rất quớt, nghe là gầu luôn, phiền não có cục luôn vậy đó. Vậy ngày thường có nên nghe sâu không? Tại trời, cái đó là cái kỹ năng đặc biệt của cái trị liệu mà con, nếu con tập được thì quá tốt. Tập được thì quá tốt. Mấy cái skill này đó dành cho dân dân tâm lý không hả? Đây mình học tâm lý mà. Dân tâm lý nó mới có mấy cái kỹ năng này. Thành ra là các bạn học bên tài năng thì cũng phải rèn thôi, từ từ. Tại vì các bạn mới, các bạn chưa có đó, thì bên tài năng bốn cái trụ cột tri thức, bốn cái nhóm kỹ năng của bốn trụ cột tri thức đều có chậm hết, mà chia làm ba cái nhóm lớn mà trong cái bộ chuẩn kỹ năng các bạn phải được học đó, đó đều có hết, rồi bắt buộc các bạn cũng phải có thôi. Cho nên tập từ từ trước đi, sau này là dễ dàng để mình vượt qua các cái lớp cao hơn, được không? Vậy thì nghe sâu là nghe sao? Nghe sâu là nghe sâu. Có ai trả lời không? Nghe sâu là nghe sâu. Nghe mà thấy con sâu nó bò chổng hà là nghe sâu hả? Sâu tường do ve kêu ha. Nghe sao là nghe sao. Dễ ẹt ha, dễ ẹt ha. Quý vị có góc siêu lý, quý vị nhìn vấn đề tâm lý nó dễ ẹt ha. Sao nghe có chánh niệm, nghe biết mình nghe chưa sâu con ơi. Nghe biết mình nghe là nghe đó, mình không có xì chét, hồi nãy nói rồi đúng không? Cái này là mình nghe hiệu quả, nghe để trị liệu thì phải hơn. Sao mà biết xà thủ, chính xác rồi đó ha. Nghe có phân tích, nghe có phân tích. Vì số 4 nghe vì nhân quả biết ghi số 4 là gì không vậy? Biết ghi số 4 gì không? Chưa biết gì thì đi lên tường của mi lướt tìm pháp bốn chi, trong đó có cái gì mày biết cái gì. Thôi nghe hiểu cái duyên hệ luôn ha. Quá xịn sò luôn ha. Biết cái duyên sinh luôn ha, biết cái duyên hệ luôn ha. Nghe đắc đạo niết bàn luôn. nghe cái gì? Nghe với tứ tuệ phân tích ha, nghe với tứ tuệ phân tích để thấu suốt nhân quả. Giống như nhân quả vì sao thân chủ nói điều đó, nguyên nhân nào đưa đến thân chủ nói điều đó nó dẫn đến điều gì sau này trong cái hành động của thân chủ, trong cái ý niệm của thân chủ, đó là biểu hiện ra đó. Nguyên nhân từ tâm nào sinh ra cái lời nói như vậy, cái tâm sinh ra lời nói như vậy thời đem lại cái hậu quả gì cho thân chủ sau đó,
và Thiên Chúa đang vô tình tập hành cho mình cái điều gì để mà sau này nó ra cái nghiệp duyên đó, là cái đó là nghe nhân quả. À, và dĩ nhiên nhân quả nó có mối chằng chịt với nhau về về duyên, là cái mà Tăng nói đó ha. À, đúng rồi, ý đồ đúng chính xác. À, tư tuệ phân tích. À, nãy tôi mới kêu lên tường nhà cô Mi đó lục đi, lướt lại tải về điện thoại rồi đó là cài hình nền luôn. À, để nhớ tư tuệ phân tích. Đời này mình sanh ra trong thời của ngày Gautama đó, là chúng ta đã có kế thừa được chủng tử một tẹo và tuệ phân tích đó, cho nên gắn chân quý đi. Ra thời của ngày Messiah là ra là toàn là một tẹo tinh tấn ha, cho nên đời này mình gắn mà tập cho tứ tuệ phân tích cho nó được thiện xảo. Ở cái lớp mà tranh luận bằng tuệ phân tích cũng đi sâu rồi trong tuệ phân tích, nhưng mà đi sâu vào tại phân tích để mà nhìn nhận cái vấn đề trong tranh luận. Tại phân tích nó dùng đủ chỗ hết. À, cho nên quý vị có được cái đó là siêu xịn sò. À, siêu xịn sò. Tập đấy. Rồi đó, được chưa? Chúa trời đất ơi, 5 câu mới đi được 2 câu à. Rồi vì vậy hoài không biết 5 tháng nào xong. Ủa 4 câu, ủa 5 câu, đây 5 câu, ủa 6 câu lận, sorry quý vị 6 câu lận, ủa chương 5, chương 7, ủa mắc chương 6 rồi, để kiếm chương 6, bay đâu mất rồi, nhớ nãy 5 câu người ta, à đây lộn tổn chỗ, rồi giờ còn có 5 phút mà không kịp làm câu nữa, nên thôi giờ hỏi đi, em muốn hỏi gì đó hỏi. Hôm nay học lớn mấy cái chi pháp của bên chỗ cô Mi đăng á, trời ơi hoan hỷ lắm, nhiều cái nó hoan hỷ lắm. Tải về liền, không thấy xài được tải về liền. À, mình lục lạo đó, mình lướt á, tới đó mình học ha, mình phải lướt mình học chứ đừng có lướt không học được gì chứ, uổng lắm. Mình lâu mình mệt ra mình nghỉ ngơi nó, mình lướt Facebook á học được nhóc với trò trơn thứ gì đó, mình mở mang hiểu biết ra tải về nhớ liền mà. Lên đọc đi. nhớ cho mình có ích lợi ha, rồi nhớ chia phước cho cô nghe, cô nhớ cho cô vui. Xíu rồi đó. Ủa có ai hỏi gì đó hỏi nha, còn ít phút à, không có trả lời nữa cái nó lố à, nó lố luôn. Ai hỏi gì có gì nhỏ nhỏ đó hỏi đi. À, hỏi gì không quý bạn và các vị đây, còn 3 phút lận thử đi, tiết kiệm thời giờ. Ơi buổi sáng nghe theo thứ thể quả em tìm trên mạng không thấy đây. À, tìm cái gì em? Cái tứ tuệ nhân quả đâu? Đâu có tứ tuệ nhân quả em? Tứ tuệ phân tích. Đó lộn tìm em ơi. Dạ. Thiền nguyện trúc lâm hệ phái nào hả con? Mahayana ha, bậc giáo Phật giáo Bắc truyền. À, mà cái đó là phái sinh từ Việt Nam, nội sinh. À, hệ phái đó của Việt Nam á, Việt Nam mình chế ra đó. Ông hoàng đế đó, ông hoàng đế về rồi đi tu á,
mà cho có mấy cái hình đó mà người ta mô tả ra để nhìn nó rất phản cảm đó. Tu làm thầy chùa rồi mà đi kiệu người ta khiêng không à, nó kỳ à. Cho nên là đi theo cái đường hướng của Mahayana à, thành ra nó cũng có nhiều cái nó cũng có vấn đề dữ lắm. Rồi vấn đề ví dụ như thiền đi chẳng hạn, thiền bên hệ phái đó cũng nhiều vấn đề lắm. Ừ. Con nghe bài bên chùa Quyền Không á, official nghe được Quyền Không Sơn Thượng ha. À, có mấy cái mà quý vị nghe quý vị phải để ý ha, nó chia phái ra đó, mà nó không có rồi không có ra thành văn tự bất lưu văn tự, thành ra là quý vị không có biết được. Quý vị nào có tìm hiểu sâu thì quý vị nhìn màu quý vị biết thôi chứ không, quý vị mới vô nghe nó dễ chết lắm. Một số cái quý vị cẩn thận ha, nơi nói về nguyên thủy Theravada đó nha tùy mà bỏ Mahayana ra đó, thì Theravada đó quý vị cũng phải để ý có mấy cái trường phái. Cái trường phái thứ nhất á, là cái trường phái á, là thân Trung Quốc. Thân Trung Quốc là theo cái kiểu là thích dùng những cái từ ngữ, rồi thích dùng những cái bóng bẫy, những cái gì mà mơ mơ hồ hồ của Trung Quốc á, theo kiểu Mahayana đó, để mà giảng dạy. Thì cái trường phái đó có một số các vị tiêu biểu như là Ngài Viên Minh nè, Ngài Minh Đức Triệu Tâm Ảnh đâu nè, thì trong đó Quyền Không Sơn Thượng đó thì nó cũng có màu sắc đó. Nhưng mà Quyền Không á thì nó đỡ hơn. Quyền Không thì sư ít hơn nhiều, ít hơn hai sư kia, cho nên đó là nghe thì cũng phải để ý đó là một cái dòng, một cái nhánh à, thì đặc điểm đó. Một cái nhánh thứ hai là cũng là Theravada nhưng mà là cũng lai tạp kiểu là gì, người thích tư tưởng rồi phong cách rồi văn phong rồi nghệ thuật của Trung Quốc nhiều, thành ra là ngày nói ngày giảng rồi đó thì cũng là thường có cái đó nhiều. Thì đó là trường phái của ngày gì mà hay la không mà du giảng la không quên tiểu tên là sư đệ của ngày sáng nhiên quên rồi hội khanh Giác Nguyên. Cảm ơn trời tự dưng cái quên thì chết. Ngày tội khanh hay ngày Giác Nguyên đó, đó là một cái trường phái nữa. À, thì quý vị nào thích nghe chửi thì cứ vô đó là trường phái này, chửi và thường là ví dụ phân tích hình ảnh nọ kia đâu đó là chuyện Tàu nhiều lắm, văn hóa Trung Hoa, văn hóa Nhật Bản đâu đó nhiều lắm. Quý vị mà muốn tìm hiểu về đó thì có thể ghé đó địa chỉ. Rồi cái trường phái thứ ba là cái trường phái mà đi vào trong tuệ không à, đi vào tuệ phân tích không à, đụng là phân tích chia trẻ mà ngày giảng là nát cái bản hết trơn vậy đó. Đó là trường phái của sư Sáng Nhiên đó, là tại vì ngày mạnh vô về tội phân tích cho nên là ngày vô chia trẻ không à, không khi nào ngày giảng mà không có đó hết, mặc dù không có cái bản đi ngày ngồi không, ngày cũng nói là cũng là Sáng Nhiên là chia trẻ ra thôi, đụng Sáng Nhiên là chia trẻ thôi hả, sư kẹo đó đó là trường phái sư Sáng Nhiên. Còn lại thì các cái sư khác thì phần đông là nó không có những cái màu sắc tiêu biểu không, thì nó cũng rất là phổ thông thôi. Thì khi mà tôi vô tôi tìm hiểu thì tôi thấy đó có những cái trường phái giống như vậy. Riêng ở Việt Nam mình, nhìn ở Việt Nam mình thì còn có một cái trường phái nữa là trường phái mà Hàn Lâm học thuật đó. Trường phái Hàn Lâm học thuật đó thì có ở Việt Nam, ở nước ngoài thì tôi rất là thích nghe trường phái của ngày Sáng Nhiên, bởi vì cái tuệ phân tích của ngày nó mạnh, nó rõ nhiều thứ. Nào mà mệt mỏi mà muốn nghe mà biết thêm văn hóa đồ thì kéo qua nghe tội khanh xíu rồi đó. Còn ở trong nước thì trường phái của ngài Chánh Minh, ngài Chánh Minh thì trường phái là Hàn Lâm, là trường phái mà tầm chương trích cú, là thuyết giảng là giống như hồi nãy mà tôi nói cho quý vị đó là ngài thuộc từng chữ cái câu luôn, ngài thuộc từng chữ, ngài đọc cho nghe luôn, nó ghê vậy đó, tầm chương trích cú lắm. Chính xác như vậy đấy. Câu này ha, trong kinh nào, chỗ nào, lập là tôi giảng ra. Thì nếu ở Việt Nam thì trường phái của ngài Chánh Minh là cái trường phái mà tôi nghe tôi nghe nhiều, tại vì nó có cái địa chỉ để tôi có thể tra cứu, tôi tìm hiểu thêm. Còn trường phái ở ngoại quốc thì tôi nghe của sư Sáng Nhiên. Hai cái đó tôi chia sẻ thêm. À,
thì được chưa? Đó là ok ha, đó là mấy cái trường phái để quý vị nghe, quý vị phân biệt. Nhiều khi quý vị mới vô nghe ai cũng nghe, ai cũng vậy, không có nghe ai không ai cũng vậy vô nghe, mỗi người mỗi khác nghe. Rồi mình coi cái hạnh nguyện mình đi đâu, nhiều khi mình nghe xong mình đi theo người ta luôn đó, không phải thận trọng lắm, phải thận trọng lắm. Cái gì mình nghe đó nó vô dễ dàng lắm, phải thận trọng. Nhưng mà mình nghe mà để mà mình phân tích thì ok ha. Nghe mà phân tích thì được, nghe không có phân tích thì trời ơi, đang nghe đằng nào cũng chết hết. Nghe mà không có sự phê phán đó, nghe là lụm ngụm cục tỏi, nghe ngụm cũng nghe không hiểu. Nghe không hiểu rồi nghe đằng người cái hiểu nẻo nữa, trời trời đi bụi luôn á. Nó phải thận trọng cái đó, phải rèn luyện cho mình. Ai hỏi gì nữa không? Cho những ý hỏi cuối cùng à. Thích thì mình thích cái đô đó thì mình vô cái đô đó trước con, rồi từ từ đó mình nghe đi, nghe tới nào cái mình thấy ồ ngán này, đồ ăn này ngán này, không có không còn dinh dưỡng với ta nữa thì thôi mình qua cái khác đó. Mỗi người có những cái sự bắt đầu nó khác nhau vậy đó. Hết nghe chửi rồi. Nhớ, cảm ơn. Tăng là thích nhẹ nhàng chiều mến. Trường phái của Tăng là trường phái nhẹ nhàng chiều mến. Trường phái của Sư Hối Mộng Mơ rồi đó. Thơ văn các kiểu. Trường phái đó cũng nguy hiểm lắm nha Tăng, cẩn thận. Ok rồi, thôi hết rồi, thôi mình nghỉ thôi, cũng trễ 5 phút rồi. Cảm ơn quý vị đã vào học cuối ngày. Chúc quý vị có nhiều sự an vui và ứng dụng được những gì mình đã học. Nhớ nếu mà có bài tập thì ráng làm bài tập, chuẩn bị câu hỏi để các tiết sau mình học đó, mình có câu hỏi ngay đầu tiên mới nhanh ha, để mình bắt đầu bài học sớm. Tại lúc nào mình cũng câu hỏi trễ, thành ra bài học mình nó kết thúc trễ, mọi người mệt. Rồi thôi, quý vị giữ sức khỏe trong mùa dịch bệnh. Bye bye quý vị nha. Ngủ ngon.